Đầu tháng 12 năm 1988, Om Singh Rathore, một chàng trai Ấn Độ 23 tuổi, trên đường lái xe trở về nhà thì gặp tai nạn bất ngờ. Chiếc xe mô tô đâm vào gốc cây nằm dọc theo tuyến đường cao tốc thuộc thị trấn Pali nằm ở phía bắc Ấn Độ, nơi vốn rất hay xảy ra tai nạn. Người thanh niên không may mắn đã mất mạng ngay lập tức. Cảnh sát địa phương sau khi đến hiện trường điều tra đã mang chiếc mô tô hiệu Royal Enfield của chàng trai trẻ về đồn theo quy trình. Và từ đây, mọi việc kỳ lạ bắt đầu. Chiếc mô tô bí ẩn biến mất ngay sáng hôm sau. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát liền điều động lực lượng truy tìm và bất ngờ phát hiện chiếc xe xuất hiện tại đúng vị trí gốc cây nơi chủ nhân của nó gặp tai nạn. Nghĩ đây là một trò đùa quái ác nào đó, cảnh sát trưởng ra lệnh rút hết bình xăng, đồng thời dùng xích khóa bánh xe lại, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục biến mất nhiều lần sau khi bị bắt về. Cảnh sát cũng phải bó tay. Khi tin đồn về chiếc mô tô được lan truyền, những người dân địa phương liền xây dựng một bục thờ ngay cạnh nơi chàng trai trẻ qua đời. Họ đặt chiếc xe mô tô lên thờ phụng như một vị thần và gọi là Pulep Pena. Một bức tượng của người thanh niên cũng được thờ cúng gần đó. Họ gọi anh là Om Pena. Rất nhiều vòng hoa, nhang đèn và lễ vật được mang đến bày biện xung quanh khu vực này để thể hiện lòng tôn kính. Nhiều giai thoại xung quanh Pulep Pena được kể lại. Có người nói họ nghe tiếng động cơ xe vang rền vào ban đêm. Có người kể lại rằng khi họ bị nạn ngay tại cung đường tử thần này, bỗng xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ giúp đỡ nên may mắn thoát chết. Họ tin người đàn ông đó chính là Om Pena. Những người dân ở đây còn khẳng định rằng, từ sau khi thờ cúng Pulep Pena và Om Pena, số vụ tai nạn giao thông ở đây đã giảm đi đáng kể. Những người tài xế thường đến cúng kiến tại ngôi đền, cầu mong chuyến đi của mình được bình an vô sự. Câu chuyện về chiếc xe thần thánh và vị thần bảo hộ tài xế trở nên nổi tiếng, thu hút rất nhiều người hiếu kỳ muốn đến chiêm ngưỡng và cầu bình an may mắn. Những sạp buôn bán nhang đèn, hoa, đồ lưu niệm mang hình ảnh Om Pena cũng xuất hiện ngày một nhiều, biến nơi đây trở thành một khu vực du lịch đông đúc. Ngôi đền thậm chí còn có hẳn một vị giáo sĩ có nhiệm vụ trông nom. Sau này có một báo cáo cảnh sát được tiết lộ rằng, ngay sau khi chiếc xe được đưa về đồn cảnh sát, gia đình của Rathore đã đến nhận và mang về nhà, chứ không hề có chuyện chiếc xe tự biến mất. Mặc dù vậy, mọi người vẫn chọn tin vào vị thần mô tô, danh tiếng ngôi đền vẫn không hề bị suy giảm. Mỗi năm đều có hàng ngàn người đến thị trấn này để thờ cúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!